vừa qua bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an tổ chức diễn tập chiến thuật các đại đội bộ binh thuộc năm quyện và thị xã biên giới đại tá trần đình hưng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo cuộc diễn tập đại tá nguyễn tấn linh chỉ huy trưởng đại tá lê minh trung chính quỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đại biểu thị xã kiến tường huyện mộc quá đức huệ tham quan cuộc diễn tập diễn tập chiến thuật bắn đạn thật là hình thức diễn tập có tính ứng dụng cao huấn luyện tổng hợp nhiều nội dung sát thực tế chiến đấu nhằm nâng cao trình độ năng lực và phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ chỉ huy đồng thời đánh giá chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị khả năng làm chủ vũ khí trang bị của chiến sĩ với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng quỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan các lực lượng trong các đơn vị nhiệm vụ diễn tập chiến thuật đã hoàn thành theo mục tiêu kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị